Ôi cái này không mở ra cái da nó đẹp ghê ha. Đẹp. Đúng là cái sáng kiến này hay nè. Da dần khè luôn rồi. Trời. Quá đẹp. Cho 10 điểm. Đó. Lũ không đều tức mình. Khoảng lúc ngày mưa. Ngày mưa. Cái bao này nè không, cái da nó bị đen nè. Nó bị đồi mồi da. Đồi mồi đó. Cho nên ông sửa lại cái bao kia đúng rồi. Đó. Thấy không? Nó quét luôn không? Đợt trước cũng làm đẹp dữ lắm, đẹp. Trước trái tròn. Cái bự không mà tròn không mà đẹp lắm. Đợt này dính mưa. Bị mưa cho nên nó đen lại phải không? Nó lúc mà thấm là còn bị mắc mưa là nó chảy chỉ hết. À. Ngộ ha. Thụt phấn là mưa là nó chảy chỉ. Quá không. Đẹp luôn. Quét luôn ha. À. Chất lượng luôn ha. Màu vậy rồi sao chứ. Thấy chưa, da chưa ổn lắm ha. Thử một phen coi. Thử một phen coi. Thấy cơm mít ảnh lên cơm mốc. Sáng cái da chứ tình hình này yếu à. Được. Ôi. Đẹp. Quá đẹp luôn. Quá đẹp. Chuẩn 9 tuổi. Hôm nay em cắt ở trên cái vườn cho nên lúc trên cờ đỏ đến mấy lần rồi đó. Ừ. Thôi, cũng nhiều quá ha. Tôi thấy ông đăng lên đó. Dạ đúng rồi. Em quay trên. À, quá xuất sắc. Dữ không? Dữ. Ông quét luôn. Ghi mới được. Đúng. Vậy là lụm tiền đó. Rồi bị thẹo rồi. Thẹo hay chuột? Mày vẫn còn đẹp ha. Chở luôn anh. Quá đẹp luôn anh. Ừ. Không. Nó đẹp luôn. Cái màu á. Cái màu đỏ tư luôn mà. Đỏ tư nè ha. Chất đẹp ha. Thấy đạt rồi đó. Thấy đạt rồi đó. Ở bên Vĩnh Long em thấy nó làm gì thì cái màu gan luôn. Nó về xe mít em tưởng là xe mít non, cuối cùng nó đổ ao. Cái màu tư vậy đó anh chích. Cái dàn bao bao trong bao này là được lâu chưa anh Chính? Xe sắp tới rồi. Chết tại đợt đầu xử lý tương đối là ná nhào đó. Cỡ 20 ngày nó khui trong bao được rồi đó. Ừ. Cái này là bao đỏ luôn. Bao đẹp luôn. Cái cuốn. Cuốn chà bá luôn ha. Chà bá luôn. Cuốn chất lượng đó. Cái dàn này thôi. Sao nó hay bị vụ màu quá. Thì xe ấy nó bị xì mũ. Ồ, có ai chim ta. Để cấn dao vô đó ha. Chưa. Vẫn ok. Quá đẹp luôn. Mít gì ta gọi là mít sung nha. Ừ. Trái.
cây nó sung cây trái bông nóc. Ôi trời trời, đập liên khổ rồi dọc. Lúc đó là cái màu nó hết phút rồi. Rồi xử lý mấy cây tự nhiên mà lên bông được con cây à. Chỉ không to mà tao mua cho kinh nữa đó. Quá trời lì chút vô cái vườn một sáu cũng gì nữa. Thay chưa có thấy còn đỏ chắc vài năm nữa. Cái chú ở trong đó là wow, đỏ đã quá ha. Mít chợ đó anh. Có gì cái gai. Ngon làm chà đạo không? Ừ, được không? Ok. Quá ha. Đó. Trong mát mà thấy không à? Thấy, thấy rõ luôn. Ừ. Sao cái mít này một cây cắt tới ba trái được luôn ha. Nó vô cũng địch con lượt mà. Ừ. Địch con lượt. Đó. Được không? Được. Được luôn ha. Sướng này. À, bị sướng rồi. Sướng núi. Nó cũng có những có sự đen đó, nó sợ mấy anh bỏ rồi. Cái này chợ được không hay là bỏ chính thì mình nhỏ ha. Nhỏ nè. Thấy nó bở bở rồi đó. Được không? Đen sượng luôn. Đâu ăn được. Này đâu ăn được con. Thua ha. Thua. Sượng nè. Cái xanh xanh này là kêu sượng nè. Cứng. À, con này sơ rồi. Còn trái còn lại này. Hai cuốn mà. Chưa già nữa. Chưa luôn hả? Ừ. Trái đó mình chín héo. Đúng rồi. Một cuốn mà trái chín héo à. Trái này còn ngon. Bữa có qua cái vườn của ông kia ở bên Hậu Giang chưa? Dạ có. Có hả? Bữa đó cắt cũng được mười mấy trái. À. Chắc lần sau được nhiều hơn cái gì hả? Dạ. Dính nữa hả? Dính nữa. Cái này do chăm sóc nè. Do cái lúc mưa, cái lúc mà cũng phấn á, mưa. Ờ. Nó chạy chỉ nè, dưới đây nó lép gì nè. Lép. Nó gớt phấn à, mưa nó gớt phấn. À. Gớt phấn là nó bị chạy chỉ đen. Mà tức là lúc mà đang thụ phấn bị mưa phải không? Đúng rồi, cái nó trôi phấn đi. Trôi phấn đi. Xong rồi cái mít nó không có thụ phấn nhiều lắm là nó gì nè. Nó méo luôn. Nó đen rồi là nó đã bị sơ đen rồi. Sơ đen luôn. Này anh mít thụ phấn ngay được mưa rồi hả? Bởi vì nó không có đẹp nè. Dính mấy cái điều mưa nè. Mưa, dính được mưa nè. Ống sinh phúc nè. Thấy ghê cơm không? Ừ. Cơm nè. Mấy cái này là giọt cuốn. Vì nó chế mít chút đỏ còn cái màu gì mới đẹp.
chiếc này mà của anh mà tròn hết thì cũng lụm tiền dữ lắm á nghe. Ngon hết là cũng tiền cũng ngon, mà có một cái là hầu như là nó có vấn đề. Có vấn đề là nhiều, không vấn đề này thì vấn đề kia, cái là không có đâu. Già hết trơn, như cái đợt này nó đều quá anh Chính, nó già hết luôn á anh Chính. Máu ruột đó, hôm nay anh đợi em cả 4-5 bữa nay rồi đó. Dạ hả? Cái hỏi bên kia hỏi thôi. Hai mùa rồi đó. Máu ruột đó. Máu ruột đó. Đỏ tới vàng luôn anh Chính. Không có người hỏi được. Vừa mặt tiền là tôi đi qua đi lại phải gầm á hàng ngày á. Cơm là cực đẹp rồi đó, có cái dáng rớt dáng cơm đẹp. Chai dính này cắt vô là biết rồi. Chai này nè, hồi đó đêm hết biết con tỏ đã ra da rồi. Một cây mà cắt 4 trái luôn á anh Chính. 5 trái luôn hả? Trái nữa kìa, 5 trái luôn. Mình thử lấy á, nó đều nó cả. Dính luôn nè. Đó. Dính này. Đó, quá. Hết rồi. Có cái là trái nó không có không được đẹp lắm. Dạ. Dưỡng là đợt sau anh Chính ơi. Còn ra quá nhiều rồi. Giờ tôi thấy có mấy ông đi quay mít, có mấy em chân dài thiệt không ơi? Có thiệt. Bây giờ nó ta kiếm thêm hai em nữa đi, giống như là đi học cắt mít vậy đó. Ừ. Ừ, đúng rồi đúng rồi. Cái đó màu lên dữ rồi. Màu lên lắm. Vô người ta toàn là chọc ghẹo mấy em kia đó. Ờ ừ. 18, 17 đó. Ông Lộc thì đi chửi mà khen mấy đứa học trò. Có nhỏ em vậy. Cái mít xinh đẹp quá. Hào luôn. Được ha. Đợt này mà trúng cái đợt nắng là ngon lắm nè. Cái mưa nó thất bại. Hồi ôi cái này ổng để dày cây luôn ơi. Cây này có 10 trái ha anh Chính. Trên 10 luôn. Mà mít này để cho mình bao lâu rồi anh Chính? Mít này mình mấy năm rồi? Cái ông trong điện ổng rồi 2 năm con kéo rồi 2 năm đó. Ổng để cây 17 trái. Ừ, chú Tư hả? 17 trái luôn, nhưng mà cái cây của ổng là 4 năm rồi. 4 năm cây còn mít rồi. Cây con Quang ở trên vườn cảm kìa, cây nó trồng trước á, cậu cây quá. Ở trên vườn mít á, giờ có vườn riêng á. Cái cây mít này nó vững hơn cây mít Thái anh Chính. Nó trồng theo 6m, 5-6m một hàng một bàn, góc bàn. Đúng rồi. Cái dáng nó cái dạng lùng lực á, nhìn nó đã đẹp. Quá đỏ ha. Đỏ.
mấy người nhà nông đồ người ta khoái coi, ví dụ lúc mà cắt ra cũng hồi hộp luôn, cắt ra mà đó ao khui khui quà hả? Cắt ra tới giờ hai năm mấy à, cho nên trồng cái mít Indo này nó ngon hơn mít Thái, to một tiết không được rồi đó, là cắt là 16 tháng là như thế, là 2 năm là bắt đầu có chín rồi, có để trái rồi, năm rưỡi là chín. Ừ, đỏ buồn ghê ha, vậy chứ cũng được nhiều lắm đó anh. Cái bờ này bờ cao nè. Này nữa cho bác Tư ông coi để cho biết thì thấy là cái vàng lá rồi nè. Ừ. Của Tư ông lấy quá lâu rồi. Vàng lá ông không đẹp bằng này phải không? Ừ. Bổ sung đạp cho nó ông ơi. Mà với điều kiện anh phải ngưng trái kìa. Ờ. Còn cái này không lấy suốt luôn mà bán hôm đó là 400 mấy triệu rồi. Hôm đó mình gặp là 300 mấy phải không? Ờ. Giờ không bán 400 mấy. Tại ở trên Sài Gòn á, ăn liên tục mà. À ông cứ cắt chuyển lên chảnh ha. Đúng rồi. Cứ vài bữa gì đó chị ảnh gửi về một chục. Chừng bán mít á. Ờ. Hôm nay là cắt hai đợt thì cho ông được 20 triệu rồi. Ghế nhiêu cơ. Ghế. Hộp biết nó đỏ cái nè. Nó bị sao? À ha. Đúng không? Ừ. Ừ. Chút nữa coi giá lấy chẳng. Hết. Giá nào cho hết. Giá lúc này cũng hồi hộp lắm nè con. Hồi hộp lắm, dễ gớt lắm nè. Sáng giờ mới thái gớt mấy nè. Nó xuống giá này. Đúng rồi. Mấy trái này nãy em tính không cắt đó. Mà để không cắt về bữa nó chín của anh đó. Đúng rồi. Thôi, vớt luôn. Vớt luôn. Vớt luôn cho ổng đi để mấy bữa nữa nó chín quá. Chút ra lửa. Chưa thấy chồng rồi ha anh bà. Dưa mít này được cái là cái lá đẹp quá ha. Cái đèn nó lấy luôn bỏ luôn hả? Cái đó hình như lấy luôn đó anh. À vậy ha. Trái này như ông to chưa cắt. Dạ. Cắt rồi hả? Cái này vớt vớt luôn để nó mấy ngày nữa nó qua đợt không to? Sướng ha. Sao luôn. Cái này hơi thất bại một cái. Chứ không là anh chính anh cũng hút bạc đó chứ không phải chơi đâu nha. Đợt này mà của anh mà ngon lành là ăn Tết. Ăn Tết khỏe đó anh chính. Lâu hết chết
canh cái đợt đợt rồi tính lộn tính tháng 2. Này hơi tháng 2 mình. Đúng rồi, giờ ấy lại cái đụng tháng nhầm ngay tháng 2 đây. Ừ. Đây tới chiều chín. Tội bà quá. Vô luôn hả anh bà? Anh ba chừng nào mới về quê? Tết á? 26, 27 hả? Này anh Chính phải nghiên cứu thêm nữa nè. Dính nè. Dạ. Những cái đậu dài không nè, đợt trước là lựa đậu dài nó ngon dữ lắm ngon. Dạ. Được rồi đó coi. Dạ. Lại thì để cái luôn mất tùm lum nó. Cái này nó tròn không? À, cái này nó tròn luôn nó đạt thôi. Hết đời. Có trái nè. Vậy không bó tay luôn. Cái này là gọi là lấy cho mối thôi chứ. Cố gắng thu cho mối. Sương hay gì? Đen luôn. Ừ, sương mà đen luôn ha. Sương thì không sương mà cái đen. Chắc chưa thấy cái tay nó cứng á. Sao lần này mình lấy lần sau? Thua kéo này tao bày kéo khác. Sao giờ? Nhiều chứ không? Nhiều. Này mà mít ngon không là ổng ăn tết phải re chứ mà. Cân đây là cân của anh Chính hả? Anh ba chắc biết lửa mà hả ông ta? Chuyên nghiệp rồi chứ bộ.
Dạ đó. Dạ gán để năm nay thử coi im không, im nữa là đốt. Tại vì vợ nhăn hoài. Vậy hả? Vậy chứ làm gì giờ ở vườn mà. Anh làm ruộng bây giờ nó còn vất vả hơn nữa đó. Nhập nó thì nó bệnh. Dạ.